Hello, my name is Carsten Lay from Asia PMO, and we are honored to speak on the TopDev Event Vietnam Web Summit. Together with our digital marketing consultant Joel Soria, we will give you the topic Changing Customer Preferences for Digital First. So stay tuned and come to the event. Xin chào mọi người, mình là Đặng Huỳnh Mai Anh. Hiện nay mình đang là Data Science Manager của Amanox, một công ty về Music Tech ở Việt Nam. Và ngày hôm nay đến với Việt Nam Web Summit thì mình muốn nói về một chủ đề là Data Quality Control System, tức là hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu. Tại sao Amanox Data Team quyết định build hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu và team đã build nó như thế nào? Xin chào các bạn, mình là Việt Đàm đến từ TopDev. Hôm nay mình được vinh dự tham gia Vietnam Web Summit 2020. Thì chủ đề lần này mình chia sẻ đến các bạn một công nghệ rất là hot trong những năm vừa qua, đó là công nghệ container. Thì khi nhắc đến container thì các bạn đều nghĩ đến những cái công cụ rất là nổi tiếng, đó là Docker hay là Kubernetes. Vậy thì đằng sau những cái công cụ này là gì thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu. Chào tất cả mọi người, thì mình là Duy. Mình hiện giờ đang là Data Scientist Manager ở công ty Heineken Việt Nam. Thì cái quá trình làm việc của Duy cũng khá là nó trải qua rất là nhiều cái công ty khác nhau và rất là nhiều môi trường khác nhau, cũng như là cái industry nó khác nhau. Duy từng làm việc như là một cái Economic Research Researcher. Duy từng làm việc cho Data Scientist cho Tiki, và hiện giờ thì đang làm việc cho một cái công ty FMCG có không có liên quan nhiều tới công nghệ. Thì cái topic mà Duy muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì là cái topic liên quan tới một cái framework for applying data science trong một cái công ty FMCG nó như thế nào. Duy rất là hy vọng là mọi người cảm thấy thích thú với lại cái topic mà Duy trình bày ngày hôm nay. Thật sự rất là tiếc là mình đã không có thể trao đổi với mọi người offline như chúng ta đã kỳ vọng. Tuy nhiên, ít nhất thì chúng ta có thể gặp nhau online, và nếu mà các bạn có câu hỏi gì liên quan tới topic này sau cái buổi trình bày của Duy thì mọi người có thể liên lạc với Duy. Cảm ơn mọi người. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Thì trong sự kiện ngày hôm nay thật ra là rất là may mắn, vì với mình đi một ngày đàn học được một sàn khôn. Xuyên suốt sự kiện thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều về những cái công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là Big Data, AI, Machine Learning, điện toán đám mây, chuyển đổi số, vân vân. Thì như các bạn đã biết, Việt Nam chúng ta đang trong thời kỳ chuyển đổi số, và doanh nghiệp nào nắm bắt được thời cơ sớm hơn và làm được việc số hóa thì sẽ có những lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường. Những công nghệ mới rất là tuyệt vời, nhưng mà khi nói đến việc áp dụng và triển khai cho doanh nghiệp thì nó lại là vấn đề khác. Thế thì câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao và làm thế nào để các doanh nghiệp có thể thích nghi và bắt kịp với làn sóng chuyển đổi số. Mình là Phạm Đình Đại Đức, và đồng nghiệp của mình đây là Nguyễn Văn Quyết, là Product Implementer tại Mục C Việt Nam. Thì trong session ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi đấy với một ví dụ thực tế của việc số hóa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng Bùi, giám đốc kinh doanh của AssetTrade. Lời nói đầu thì mình rất muốn cảm ơn ban tổ chức Vietnam Web Summit 2020 đã cho mời AssetTrade tham dự và chia sẻ về một cái chủ đề liên quan đến mobile app trong cái sự kiện lần này. Một cái tin vui là gần đây thì theo cái report mới nhất của AppLayer, là đơn vị về hệ thống tracking SDK số 1 tại trên thế giới, thì trong nửa năm gần 2020, AssetTrade là đơn vị đứng thứ hai trong top những cái đơn vị non game cung cấp các cái dịch vụ về traffic cũng như là về user cho các bạn
doanh nghiệp mà muốn phát triển về mobile app. Thì với sự kiện Việt Nam Web Summit lần này, Accenture cũng đóng góp những cái một số thêm những cái thông tin về những cái dịch vụ, về cái giải pháp mà Accenture đang cung cấp cho các đối tác để giúp các doanh nghiệp làm thế nào để có thể giữ chân được người dùng sau khi mà đã mang được người dùng đến với cả app của mình rồi, thì tăng cái tỷ lệ chuyển đổi, tăng cái tỷ lệ retention rate từ 10% là một cái tỷ lệ trung bình lên đến 50 hay là 60%. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì hy vọng qua bài chia sẻ lần này của Dũng thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn, cũng như là sẽ tìm ra thêm một cái giải pháp mới cho cái việc phát triển cái kênh mobile app của doanh nghiệp mình. Xin chào quý thính giả, mình là Gia, là CTO của VXA, cũng là co-founder của VXA. Hiện tại vị trí của mình ở trong VXA là lead một team là một sản phẩm về Hexasync Data Integration Platform, là một nền tảng tích hợp dữ liệu giữa những cái hệ thống với nhau một cách dễ dàng và tiện lợi. Trong đó có những cái system bao gồm cả những system như legacy system và software as a service system. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, team muốn chia sẻ với tất cả quý thính giả về phương pháp để làm sao mình có thể build được một cái hệ thống có những cái API hướng integration và tốt cho việc là các hệ thống bên thứ ba có thể tương tác và được với hệ thống bên bên phía của chúng ta, và cũng như là chúng ta có thể dễ dàng đến với cái thế giới bên ngoài thông qua cái hệ thống của mình. Ok, thì xin chào mọi người, thì mình là Bách. Hiện giờ mình đang làm Country Manager của Cinnamon AI ở Việt Nam. Thì rất là vui khi mà được bên phía của TopDev mời đến chia sẻ trong cái sự kiện Việt Nam Web Summit, bài chia sẻ liên quan đến Data Harvest Loop. Trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay của Bách cho tất cả mọi người á, thì Bách muốn nêu ra một trong những cái vấn đề mà bản thân Cinnamon AI cũng đã gặp phải trong suốt 2 năm vừa qua, và chúng tôi cũng đang cố gắng là tìm một cái hướng đi mới để có thể phát triển công ty một cách tốt hơn. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khó khăn của công ty khởi nghiệp về AI, thực ra rất là nhiều cái khó khăn. Chúng ta khó khăn trong việc là tìm kiếm người, chúng ta khó khăn trong việc là định vị thị trường, đúng không ạ? Nhưng mà đối với cả Cinnamon AI ấy, thì một trong những cái khó khăn lớn nhất đấy là làm thế nào để thu thập những cái dữ liệu chất lượng để huấn luyện và đào tạo những cái mô hình AI. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Đức Anh Toàn, mình đến từ công ty Đức Hồ Chí Minh. Thì hiện tại công việc của mình là Delivery Management. Thì công việc mình hàng ngày á, là sẽ gặp khách hàng, rồi trao đổi dự án, xong rồi mình sẽ đưa ra những cái phương án cho đội dev của mình, cũng như là đội quản lý. Thì hôm nay mình được Top Dev mời đến tham gia buổi diễn giả về công nghệ. Thì mình rất vui và tự hào để đại diện cho công ty Đức Kê để tham gia buổi này. Thì mong mọi người sẽ ủng hộ những gì mình viết. Xin chào tất cả mọi người đến với lại Việt Nam Web Summit 2020. Thì mình là Xuân đang hiện tại đang là Principal Software Engineer ở Gojek, đồng thời Xuân cũng play cái role là CTO của Octagon Solution, là một startup về công nghệ. Thì bên Octagon Solution mình có làm cả về outsourcing và các cái product mindset, mostly là về mobile. Thì tới với lại chương trình Việt Nam Web Summit 2020 thì Xuân đem đến một cái chủ đề về Building Tech Hub in Việt Nam. Thì Xuân cũng nói rõ thêm một xíu thì cái idea về Tech Hub này tới với Xuân từ việc là Xuân đã đi qua khá là nhiều công ty ở trong và ngoài nước. Thì trong đó có những cái công ty về công nghệ nó có các size khác nhau, và họ có định nghĩa các cái cách và cái quy trình làm việc khác nhau, và Xuân thấy mình hoàn toàn có thể đưa áp dụng những ý tưởng đó vào xây dựng cái cộng đồng công nghệ ở Việt Nam để giúp cho chúng ta cùng mạnh lên. Hello and welcome to the Vietnam Web Summit 2020. My name is Oliver Wilkie. I'm the Director Agency Sales of SAI Digital,
And today I want to talk about how the automotive industry is finally becoming digital first. I will talk about the advertising side, the technology side, and everything that it takes to transform from a paper-based industry to a completely digital industry and vertical. Xin chào các bạn đang theo dõi online channel của Vietnam Web Summit. Tôi là Hồng Ông, hiện tại tôi là Data Scientist tại Trusting Social. Thật tiếc là năm nay tôi không có dịp giao lưu trực tiếp với các bạn offline trong sự kiện năm nay. Nhưng mà nếu các bạn nào có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào thì có thể inbox vào hộp mail của TopDev hoặc là gửi trực tiếp vào email của tôi, đó là ongxuanhong@gmail.com. Thì như các bạn đã biết thì các keyword như là Big Data, Machine Learning hay là Deep Learning đã được nhiều người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên cái khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế có rất nhiều trở ngại, trong đó có việc debug Machine Learning Model của mình. Thì trong chủ đề hôm nay là tôi xin hướng dẫn các bạn debug một Deep Learning Model như thế nào. Xin chào mừng các bạn đến với chủ đề những thách thức trong việc triển khai Business Intelligence. Mình là Trường, khoa Nguyễn Minh Trường, hiện đang là Technical Architect. Hầu như là ở nước ta là sử dụng rất là quen với Excel và các sếp thường bắt là nhân viên khi mà dùng Power BI cũng phải làm những cái việc giống như Excel đã làm. Đến với chủ đề này mình sẽ nói về cái kinh nghiệm mình đã từng triển khai và trải nghiệm qua trong quá trình mà triển khai Business Intelligence trong các công ty ở Việt Nam. Chào mọi người, mình là Từ Đăng Khoa, thì hiện giờ mình đang là Product Manager tại Avenue IT. Thì Avenue IT là một cái công ty chuyên về tư vấn giải pháp công nghệ thông tin cho ngành công nghiệp nặng, heavy industry, giống như là oil and gas, power generation, logistics. Thì trong suốt quá trình 15 năm kinh nghiệm phát triển của công ty thì mình đã trải qua rất là nhiều các cái ứng dụng trong ngành công nghiệp nặng. Trước giờ thì họ toàn là lựa chọn những cái giải pháp quốc tế, tại vì nó đã theo một cái well design trong cái process cụ thể của ngành rồi. Tuy nhiên là gần đây thì năm nay là năm Covid, mình đang ở trong cái pandemic time. Thì vì vậy họ bắt đầu họ chuyển hướng qua cái việc là họ tìm kiếm những cái investment cho những cái lightweight application. Mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt và mình mong muốn là chia sẻ được cơ hội này với các bạn. Chào tất cả mọi người, mình là Cường đến từ Egany, một công ty chuyên phát triển các giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những cái giải pháp về tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và trải nghiệm người dùng trên website. Thì hôm nay mình tới đây để mà chia sẻ về cái câu chuyện mà mình đã build những cái sản phẩm ở tại công ty của mình. Mình có kinh nghiệm 10 năm, làm hơn 10 năm trong mảng phần mềm, thì từ ERP, retail tới e-commerce. Cái câu chuyện của mình á là đến từ từ cái việc mà một cái đội ngũ nhỏ mình build những cái sản phẩm. Thì build sản phẩm thì nó tốn rất là nhiều cái nguồn lực, và các bạn biết rồi, thì startup mà không có gì cả, thiếu tiền, thiếu nhân lực, thiếu kinh nghiệm, rồi thiếu cả những cái network nữa. Thì làm sao để mình có thể mà build những cái sản phẩm với cái chi phí thấp và mình có thể tồn tại lâu được, thì mình rất là sẵn lòng chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong khi mà build một cái sản phẩm ở công ty nhỏ. Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Việt Linh, hay còn gọi là Leo Đỗ. Tôi là giám đốc công ty TwoClick Solutions, là một công ty chuyên về các giải pháp phần mềm và là đồng sáng lập của công ty VinAsia,
một công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự chuyên sâu. Tôi có hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn cũng như là vận hành các công ty đến từ ngoài nước, đặc biệt là khối châu Âu, để giúp họ đặt nền móng và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam một cách chân tru. Trong các hoạt động quản lý, tôi luôn xem con người hay nhân sự là nhân tố quan trọng bậc nhất trong chuỗi tạo sinh giá trị của một tổ chức. Và cung cấp môi trường cũng như là phát triển tiềm năng của con người luôn là chìa khóa dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về đề tài Digital Culture và tại sao công nghệ chỉ là một hệ quả mà thôi. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chào mừng tất cả mọi người đến với session Digital Marketing. Thì trong session Digital Marketing này, hôm nay mình sẽ đề cập đến chủ đề The Impact of Data on Digital Marketing. Như mọi người đã biết, trong những năm gần đây thì Digital Marketing đang là một trong những kênh lựa chọn hàng đầu của các marketer. Thứ nhất là người tiêu dùng ngày càng sử dụng Digital ngày càng nhiều. Thứ hai là nhu cầu phát sinh trên Digital giúp cho các marketer có thể đánh giá được chất lượng của user có phù hợp với sản phẩm của mình hay không, và từ đó có thể giữ chân và thu hút nhiều hơn những user phù hợp với sản phẩm của mình. Và với một lượng dữ liệu khổng lồ như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái session rất là thú vị, đó là The Impact of Data on Digital Marketing, để giúp cho mọi người có thể hiểu được là data ảnh hưởng trực tiếp đến Digital Marketing như thế nào, và cũng như ảnh hưởng tới vấn đề kinh doanh của các doanh nghiệp trên Digital như thế nào. Xin chào mọi người, mình là Kim Hồ, hiện tại đang là Managing Director tại Chin Media. Hôm nay thì mình rất vui và tự hào vì được Top Dev mời đến đây để chia sẻ một topic về định hướng và chiến lược cho web và SEO trong năm 2021 tại Vietnam Web Summit. Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh đến từ công ty Sutunam. Thì đây là một công ty công nghệ của Pháp. Đối với cả cái lĩnh vực e-commerce và open source, mà đây là những cái lớp chuyên môn của bên mình, thì bọn mình có 10 năm kinh nghiệm. Thì hôm nay đến với cả Vietnam Web Summit thì mình mang đến một cái chủ đề về Progressive Web App và cái tương lai của nó trong lĩnh vực e-commerce. Thì đây là một cái câu chuyện khá là mới đối với các một số các bạn là trình viên ở Việt Nam, nhưng mà thực ra đối với cả trên thế giới thì đây là một cái xu hướng đang ở trong đà phát triển, và thực ra nó đã phát triển được gần 7 năm nay rồi. Xin chào mọi người, thì hôm nay là mình là Nguyễn Tấn Triều, thì mình là CEO của công ty USBA Technology. Công ty mình thì chuyên về làm về customer data platform. Để có được cái sản phẩm mà công ty mình làm trong hiện nay thì mình cũng hơn khoảng một năm để nghiên cứu phát triển cái công nghệ customer data platform cho thị trường Việt Nam và thế giới. Thì cái chủ đề mình hôm nay là muốn là dẫn dắt mọi người là từ hiểu là dataism là gì, cách tư duy trong cái thời đại mà dữ liệu nó đang vận hành thế giới như thế nào, và cách sử dụng CDP nó hợp lý cho cái việc ứng dụng vào kinh doanh của mình. Những cái kinh nghiệm mình chia sẻ là đúc kết từ quá trình mình làm trong cái ngành Big Data cũng hơn 5-6 năm qua ở những công ty như FPT, Bluesheet hoặc Tiki. Thì cái này là những cái kinh nghiệm thực tế mình muốn chia sẻ cho các bạn, để hy vọng các bạn có thể ứng dụng cái kiến thức này vào thực tế công việc của mình. Hello, chào tất cả mọi người. Thì mình là Phương, mình hiện giờ đang là Engineering Manager và tung cái vị trí là Senior Solution Architect ở công ty Mastec. Dạ, thì hôm nay Phương đến đây để mà chia sẻ với các bạn về cái number. Thì chào mọi người, mình là Thắng. Thì mình hiện tại thì mình cũng thêm cái việc là thiết kế phần mềm ở công ty Mastec. Thì còn ngoài thời gian đó thì mình spend time cho community.
Thì như tất cả mọi người đã biết thì cái việc mà mình xây dựng một cái hệ thống mà gọi là distributed application ngày nay thì nó vô cùng là phức tạp. Thì theo thời gian thì mọi người sẽ thấy là ứng dụng của mình sẽ bỏ vào container để chạy, rồi sau đó mình sẽ cần những cái hệ thống như Kubernetes hay là Docker Swarm hay là tất cả những cái hệ thống như vậy để giúp cho mình vận hành cái việc mà mình phát triển ứng dụng cloud native. Thì hôm nay thì Thắng và anh Phương đại diện cho công ty Nasdaq thì mình mang đến cái topic mình mang tên là building cái distributed cloud native application sử dụng một cái open source vô cùng là mới của Microsoft, đó là Dapper. Welcome to this session. My name is Thomas Wolf, and I will discuss with you today about how we scale ticketing for events like Euro 2020, which is a European competition of soccer, acting as a CTO for Securitix company. We'll discuss the challenge of Euro 2020 in terms of scalability and what kind of solution we put in place to resolve this challenge. So I'm really glad to be with you for this Vietnam Web Summit. Xin chào các bạn, mình tên là Toàn. Hiện tại mình đang là Google Developer Expert về mảng Kotlin. Đồng thời mình cũng đang công tác tại công ty Lazada Việt Nam. Đến với Vietnam Web Summit năm 2020, mình muốn nói về một trong những chủ đề mà mình đang tìm hiểu và cũng khá là yêu thích gần đây, đó là sử dụng Kotlin trong việc xây dựng ứng dụng full stack cho cả mạng web, app và frontend. Hy vọng các bạn sẽ hứng thú với những chia sẻ từ mình. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Tony. Tony là hiện là giám đốc đối tác của Haravan. Rất là vui khi được team TopDev mời đến tham dự chia sẻ cho các bạn ở Vietnam Web Summit 2020 về một chủ đề rất là thú vị, đó là referral marketing, tức là tiếp thị chuyển miệng. Ngoài công việc chính là làm giám đốc đối tác của Haravan thì Tony hiện còn là tư vấn viên, tức là consultant cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như Winma, 30 Sai, Honda Việt Nam về Digital Marketing. Tony còn là giảng viên về Digital Marketing của chương trình Retail University do Google cùng Haravan phối hợp tổ chức, cho hướng dẫn cho hàng ngàn doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam về kiến thức về Digital Marketing. Ngoài ra Tony còn là diễn giả của sự kiện Hành trình lập trí vĩ đại của do Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức ở trên toàn quốc. Thì rất là cảm ơn team TopDev đã tổ chức ra một sự kiện rất là thú vị này để cho những cá nhân như tôi chia sẻ cho mọi người những kiến thức mới nhất, những cái insight hay nhất, bổ ích nhất về ngành, về digital marketing. Hôm nay thì Tony đến đây không phải là để mục đích chính, không phải là để bán hàng cho doanh nghiệp, mà mục đích chính là để cho phổ cập cho mọi người những cái insight, những cái kiến thức rất là hay về tiếp thị truyền miệng, mà tôi nghĩ là sẽ là một trong cái hot trend ở Việt Nam từ giờ cho đến năm sau. Thì hy vọng là những cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay là mang đến những cái giá trị nhất định cho các bạn ở ngồi đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thành, hiện tại đang làm việc tại vị trí backend engineer ở Igani. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với mọi người về chủ đề về MicroSwift, về cái hành trình làm MicroSwift của team. Thì với việc bắt đầu với MicroSwift từ con số 0 và bản thân team thì cũng không có nhiều kinh nghiệm về kiến trúc hệ thống cũng như là kiến thức về DevOps, thì việc mắc những cái sai lầm và có những cái thiếu sót là những điều mà team không thể tránh khỏi được. Thì sau khi mà nhìn lại một năm rưỡi của cuộc hành trình với MicroSwift thì mình muốn đem cái câu chuyện về cuộc hành trình này chia sẻ lại với mọi người. Thì mong là qua câu chuyện thì mọi người sẽ có thêm một góc nhìn về cách mà một team chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai MicroSwift như thế nào, và đặc biệt là những cái bạn đang có cái ý định triển khai về MicroSwift mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể tham khảo và tìm thấy cái điều gì đó hữu ích cho mình trong cái bài chia sẻ này.
Chào các bạn, đến với Việt Nam Web Service 2020 hôm nay ở vai trò là một kỹ sư đang làm việc trên môi trường cloud, thì mình hân hạnh đem đến một cái topic về cloud transformation view from an engineer. Thì mình là Tuấn Lê, tên là Mike, đang làm việc ở về cloud ở một công ty phát triển phần mềm là OSD. Thì ở đây mình sẽ đi vào cái phần agenda bao gồm là 3 phần chính. Thì thứ nhất là tại sao chúng ta sử dụng cloud, thì đây là một cái topic khá cũ rồi, thì vẫn sẽ lại theo góc nhìn của một kỹ sư về đó là sự khác biệt giữa nhu cầu và cấp phát tài nguyên như thế nào. Tiếp theo mình sẽ nói về cái trend đang nổi hiện nay, đó là container trên cloud, là thực sự nó là nằm trong một cái phần gọi là computing evolution, và cái infrastructure as code sẽ giúp ích cho cái computing evolution như thế nào, là bao gồm từ server đi đến container và đi đến serverless. Và cuối cùng là mình sẽ nói một cái phần topic hơi nặng về kỹ thuật, đó là security on cloud, bao gồm nói về cái concept cơ bản ban đầu của cách các hệ thống cloud thiết kế về security, trong đó là mình sẽ tách một cái phần nhỏ ra để nói về network mà thôi, và một số cái công nghệ tạm gọi là phổ biến nhất, một số công cụ tạm gọi là phổ biến nhất hiện nay là bao gồm Identity and Access Management, Single Sign-On và Multi-Factor Authentication. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với phần trình bày của mình với chủ đề làm thế nào để chia nhỏ một ứng dụng Monolith Application thành nhiều ứng dụng Microfinance. Trước tiên, cho phép mình xin tự giới thiệu, mình là Vũ Lưu, hiện tại mình đang là Principal Finance Engineer tại Pico Group. Công việc hàng ngày của mình đó là mình maintenance và phát triển hệ thống website cho Message Media. Công ty của mình hiện tại đang là Market Leader về lĩnh vực Messaging tại Australia và New Zealand. Hàng ngày thì team mình phục vụ cho hơn 80.000 khách hàng trên khắp thế giới. Nội dung phần trình bày của mình hôm nay thì sẽ gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu về Microfinance, thế nào là Microfinance. Phần thứ hai, mình sẽ trình bày một cái ví dụ về Microfinance, cách mà nó vận hành như thế nào. Phần thứ ba, mình sẽ trình bày cái cách mà team mình đã chia nhỏ ứng dụng Monolith thành nhiều ứng dụng Microfinance như thế nào. Và cuối cùng, mình sẽ có một cái phần hỏi đáp dành cho các bạn. Các bạn có thể comment hoặc email trực tiếp cho mình. Hello mọi người, mình tên là Hướng. Hôm nay mình tới Việt Nam Web Summit 2020 để trình bày về vấn đề một project hiện tại mình đang làm ở công ty Ahamu. Đó là những cái insight mình có được khi tổng hợp những cái consumer data và những cái data đó phục vụ gì cho cái việc mà phân tích và những cái giúp cho những cái merchant của mình bán được những mặt hàng nào.